Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại thành phố Đà Nẵng có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 52 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, trong cuộc bầu cử lần này, Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội diễn ra trong bối cảnh bất lợi do dịch COVID-19, nhưng nhờ chuẩn bị tốt các kịch bản phòng chống dịch, cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,9%, cao nhất từ trước đến nay. 100% các đơn vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố tham gia bỏ phiếu. Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đề xuất với Trung ương triển khai hình thức vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến. Dự kiến ngày 25 tháng 6 tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới sẽ họp phiên thứ nhất để kiện toàn các chức danh đại biểu chuyên trách Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, ngày 1 tháng 7 tới, thành phố chính thức triển khai mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường. Ban thường trực thành ủy đã thống nhất chủ trương kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ mới diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện tốt việc sắp xếp bố trí công việc phù hợp và giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho những người đang làm công tác chuyên trách hội đồng nhân dân các quận phường khi thành phố không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường